Top 6 con vật dễ nuôi, đảm bảo đầu ra lợi nhuận cao năm 2024. Tài chính kinh doanh xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Đến với video lần này, Tài chính kinh doanh xin được tiếp tục bàn luận về chủ đề chăn nuôi với nội dung Top 6 con vật dễ nuôi, đảm bảo đầu ra lợi nhuận tốt. Rất mong video sẽ được mọi người đón nhận và lắng nghe. 1. Gà đông tảo. Gà đông tảo là một trong những loại gà quý hiếm lâu đời, từng được tặng cho các vị vua và chúa để thưởng thức. Với giá trị cao hơn so với các loài gà khác, gà đông tảo đã trở thành lựa chọn phổ biến cho những ai muốn biết cách nuôi gà để tạo nguồn thu nhập nhanh chóng. Gà đông tảo được phân thành 3 loại chính. Nuôi để thu hoạch thịt với giá dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng 1 kg. Nuôi để biếu tặng với giá từ 9 đến 10 triệu đồng cho gà có trọng lượng từ 4 đến 5 kg. Nuôi để làm thú cảnh với giá từ 9 đến 10 triệu đồng cho gà có trọng lượng từ 4 đến 5 kg. Để nuôi được giống gà quý hiếm và cổ truyền này thành công, trước hết bà con nên tìm hiểu qua về các kỹ thuật và cách nuôi gà đông tảo cơ bản sau đây. Chuồng trại. Gà đông tảo thường rất năng động và thích chạy nhảy. Vì vậy, khi xây dựng chuồng trại cho chúng, nên chọn những nơi có diện tích rộng, thoáng mát và cách ly xa khỏi môi trường bên ngoài. Điều này giúp tăng sức đề kháng của gà và giảm nguy cơ nhiễm bệnh từ bên ngoài. Máng ăn, máng uống phải sạch sẽ. Máng uống nước nên làm dài khoảng 10 cm mỗi máng, xếp xen kẽ với máng ăn. Khi máng uống nước đã dơ hoặc là nước đã cũ nên thay nước mới cho chúng. Vệ sinh lồng úm sạch sẽ, giữ nhiệt độ chiếu sáng thích hợp cho gà con để thúc đẩy ăn uống được nhiều hơn. Thức ăn. Gà đông tảo thường ưa thích ăn thóc, lúa, ngô và các loại rau. Tuy nhiên, nếu muốn nuôi số lượng lớn, bạn nên sử dụng thức ăn công nghiệp chuyên dành cho gà để đảm bảo sức khỏe và tăng cường tăng trưởng. Cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe, trọng lượng gà có đạt chuẩn hay không để tăng dưỡng chất hoặc giảm lượng thức ăn cho phù hợp. 2. Chim yến. Hiện nay, mô hình nuôi chim yến đã không còn xa lạ. Với sản lượng sản phẩm yến hiện nay đạt khoảng 200 tấn mỗi năm, mang lại giá trị khoảng 200 triệu đồng một năm. Nên nuôi chim yến dù là ngành nghề mới nhưng rất triển vọng và có thế mạnh xuất khẩu. Vậy nên nếu bạn đang muốn phát triển một mô hình chăn nuôi đem lại lợi nhuận cao, có thể tham khảo qua việc nuôi yến này nhé. Tuy nhiên, để nuôi yến thành công, cần nắm rõ kỹ thuật nuôi yến. Kỹ thuật này nhìn chung không khó, nhưng cần lưu ý nhất là việc làm nhà cho chim yến do chúng đã quen thuộc với môi trường hoang dã ngoài thiên nhiên. Trong kỹ thuật nuôi yến, chúng ta cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật từ khâu thiết kế nhà nuôi yến, dẫn dụ chim yến vào làm tổ, đến việc chăm sóc, bảo vệ yến khỏi bị dịch bệnh, kỹ thuật thu hoạch. Trước tiên, cần nắm vững các tập quán sinh trưởng, môi trường sống và điều kiện sống của loài chim yến này mới có thể tạo ra được những hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Chọn vị trí làm tổ. Bạn cần chọn được vị trí thích hợp để làm nhà và cần phải đảm bảo có tầm 250 con chim yến thì việc đầu tư kỹ thuật mới mang lại kết quả cao. Nhà của yến phải đặt ngay bên đường bay và các lỗ thu chim phải hợp lý với đường bay của nó. Nơi định xây nhà phải có ao, hồ, sông, suối, giúp chim yến tìm được nguồn thức ăn, nước uống. Cần phải tránh hướng mặt trời mọc chiếu thẳng vào hai vách bên hông nhà, đảm bảo được nhiệt độ lý tưởng cho nhà yến. Số tầng xây tối thiểu là 2 tầng. Độ cao của mỗi tầng nhà chim thường ít nhất là 2 mét ở những vùng lạnh. Tuy nhiên, cần chú ý là cần phải có khoảng thông tầng, đảm bảo cho bầu không khí trong phòng luôn giống như trong các hang vách đá tự nhiên. Một điểm quan trọng nữa trong kỹ thuật nuôi yến là cần đảm bảo được độ ẩm thích hợp từ 75 đến 90%, nhiệt độ dao động từ 27 đến 29 độ C. Âm thanh thu hút yến. Cần phải thử âm thì mới biết được âm thanh nào phù hợp với nhà nuôi yến của bạn. Có rất nhiều âm thanh để bạn thử âm như Super 208, Black Cloud, Super Baby King, Baby King, Super Intern. Quá trình nuôi yến. Đặc điểm sinh thái của chim yến là sinh sản theo mùa. Thông thường, thời gian chim yến sinh sản thường vào khoảng giữa tháng 1, chim bắt đầu xây tổ. Khoảng giữa cuối tháng 3, chúng bắt đầu đẻ trứng. Tập tính của loài này có điểm đặc biệt là chim yến đực và cái cùng nhau làm tổ, cùng nhau ấp và nuôi chim con, sinh sống với nhau khá ổn định. Khi chim yến được 8 đến 10 tháng, chúng thành thục và bắt đầu đẻ trứng. Chim xây tổ khoảng từ 30 đến 80 ngày,
giao cấu phải đẻ trứng trong vòng 5 đến 8 ngày. Thời gian chúng ấp trứng là 23 đến 30 ngày. Từ khi trứng nở đến lúc chim non bay khỏi tổ, trong vòng trên dưới 40 ngày. Trong nhà yến, chim tự ấp nở, trung bình mỗi cặp chim đẻ khoảng 3 lần, chu kỳ sinh sản đều đặn khoảng 3 đến 4 tháng. 3. Nuôi dế. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để làm giàu nhanh chóng mà không biết nên nuôi loài gì, hãy xem xét nuôi dế sinh sản nhé. Dế là một loại động vật khá dễ nuôi, không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, ít mắc bệnh, không cần diện tích rộng và có tốc độ sinh trưởng nhanh chóng. Hiện nay giá của dế trên thị trường dao động từ 150.000 Việt Nam đồng trên 1 kg đối với loại dế làm thức ăn cho động vật, đến 200.000 Việt Nam đồng 1 kg đối với dế thịt cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn. Chính vì vậy, nếu bạn đang có ý định chăn nuôi loài động vật này, cũng là một quyết định sáng suốt. Chuồng trại. Dế có khả năng thích nghi với môi trường rất tốt và có thể sống sót ở nhiệt độ tới 45 độ C. Vì vậy, việc lựa chọn vị trí để nuôi dế rất linh hoạt. Bạn có thể sử dụng sân thượng, nhà kho, vườn hoặc bất kỳ nơi nào có mái che để bảo vệ khỏi mưa. Một cái thùng thu nhỏ, có thể là thùng giấy cũ, thùng xốp hoặc là thau cũ, có thể được sử dụng để đặt ở ban công, sân thượng hoặc sân nhà. Thức ăn. Thức ăn cho dế rất dễ kiếm và hầu như ở đâu cũng có, như cỏ, rau sắn, rau lang, lá đu đủ. 4. Nuôi chim cút. Trong lĩnh vực chăn nuôi, việc nuôi chim cút đẻ trứng đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn với hiệu suất kinh tế cao. Chim cút không chỉ được nuôi để thu hoạch thịt và trứng mà còn để sử dụng phân bón cho các loại cây trồng, tạo ra lợi ích kinh tế cao cho người nuôi. Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh gia đình đã áp dụng mô hình chăn nuôi chim cút để tăng thêm thu nhập bởi nó mang lại nhiều ưu điểm, không đòi hỏi quá nhiều diện tích chăn nuôi và cơ sở vật chất phức tạp, dễ dàng quản lý và ít gặp vấn đề về bệnh tật. Hơn nữa, chi phí đầu tư ban đầu cho mô hình nuôi chim cút cũng thấp, bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng và giúp bạn đạt được một nguồn lợi nhuận cao. So với gà hay các loại gia cầm khác, nuôi chim cút có một số khác biệt trong kỹ thuật nuôi. Ngay bây giờ, Tài chính Kinh doanh xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu cách nuôi chim cút đơn giản, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhé. Chuồng nuôi. Kích thước chuồng nuôi là một yếu tố quan trọng. Một con chim cút cần khoảng 0,1m² diện tích sàn, vậy nên phải đảm bảo đủ không gian cho tất cả các con chim cút trong chuồng. Ví dụ, nếu chúng ta nuôi 50 con chim cút, kích thước của chuồng nên là 5m². Kết cấu chuồng cần phải bền vững và đảm bảo an toàn cho chim cút, nên sử dụng vật liệu chắc chắn như gỗ hoặc tôn để xây dựng chuồng. Nhiệt độ. Chim cút thích nhiệt độ ấm áp với nhiệt độ lý tưởng từ 18 độ C đến 35 độ C để đạt hiệu suất sản xuất trứng tốt nhất. Do đó, duy trì nhiệt độ ổn định trong môi trường nuôi chim cút là rất quan trọng để tránh tình trạng căng thẳng, làm giảm sản lượng trứng và ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của chúng. Ngoài ra, môi trường sống của chim cút cần được đảm bảo yên tĩnh, tránh tiếng ồn và ánh sáng mạnh để không ảnh hưởng đến hoạt động sinh sản. Thức ăn. Chim cút có thể ăn các loại thức ăn dành cho gà với tỷ lệ 1kg thức ăn dành cho 50 con chim cút đẻ mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, trong khẩu phần ăn của chim cút cần có ít nhất 22% protein cung cấp cho chim cút nuôi lấy thịt và nuôi lấy trứng. Cần để thức ăn trong máng vì việc cho chim ăn liên tục 24 giờ mỗi ngày sẽ đem lại năng suất trứng cao hơn. 5. Rắn mối. Rắn mối cũng là một trong những loài vật chăn nuôi siêu lợi nhuận. Bởi ngày nay, rắn mối hiện nay được mua rất nhiều để làm thuốc, làm thực phẩm chức năng và chế biến các món ăn độc lạ. Vì thế, khi nhu cầu thị trường tăng cao thì mô hình chăn nuôi mới lạ như rắn mối là vô cùng hay. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vốn nuôi rắn mối ban đầu chỉ khoảng 10 triệu đồng cho 1.000 con non, còn giá hiện tại lên đến 350.000 đồng đến 400.000 đồng 1 kg. Bởi vậy, nên nuôi rắn mối hiện đang là con đường làm giàu của nhiều người vì mức đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi đơn giản, đầu ra cho sản phẩm tiêu thụ dễ dàng. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp bà con sớm làm giàu cùng với con đường nuôi rắn mối nhé! Chuồng trại. Để rắn mối có môi trường hài hòa, giúp sinh trưởng và phát triển tốt, thì chuồng nuôi là yếu tố rất quan trọng. Một khu chuồng để nuôi 1.000 con rắn bố mẹ nên có diện tích tối thiểu 10m² và tối đa là 100m². Thành chuồng có thể làm bằng tôn kẽm hoặc dây gạch cao khoảng 0,8m, cần ốp gạch men phía trong để rắn mối không bò ra ngoài được, hoặc nếu không có thể che lưới ở phía trên. Khu vực chuồng nuôi cần làm mái che
khoảng 1/3 hoặc 1/2 diện tích chuồng để rắn mối trú mưa và ngủ. Phía trong treo đèn giúp sưởi ấm vào ban đêm, đồng thời dụ côn trùng để làm thức ăn cho rắn. Khu vực phía ngoài mái tre làm thành bãi tắm nắng. Thức ăn. Rắn mối là loài chuyên ăn thịt, thức ăn của chúng thường là côn trùng như cào cào, mối, rắn, dế, sâu bọ. Một số loài khác còn ăn cả ốc, tép, rết, chùn, chuột nhắt và cả những con thằn lằn nhỏ, nhưng thức ăn khoái khẩu nhất là mối. Đó cũng là nguồn gốc tên gọi rắn mối. Đây hầu hết đều là những thức ăn dễ dàng kiếm được trong môi trường tự nhiên. Nên nếu bạn có ý định nuôi rắn mối thì hãy triển khai ngay nhé, sẽ có thu nhập rất tốt đấy. 6. Nuôi dơi. Cuối cùng trong danh sách các động vật dễ nuôi, đảm bảo đầu ra và có nhiều lợi nhuận thì chắc chắn không thể bỏ qua dơi. Hiện nay, theo nhiều thông tin mà tài chính kinh doanh nắm được, đó là vốn để bắt đầu nuôi một đàn dơi chỉ dao động khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, thành phẩm là phân dơi bán với giá rất cao. Hiện nay, theo tài chính kinh doanh tìm hiểu, các mô hình nuôi dơi khoảng 5 chòi thì mỗi ngày thu 2kg phân dơi khô. Hiện phân dơi có giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng 1kg. Chuồng nuôi. Chọn địa điểm làm chuồng cho dơi sao cho đảm bảo yên tĩnh, kín đáo, đặc biệt cây cối thấp, ít tiếng ồn. Chuồng phải đặt ở cặp bờ kênh, mương để dơi uống nước. Chuồng phải cao ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông và luôn sạch sẽ. Làm sao để nhiệt độ trong chuồng ổn định ở mức 30 đến 32 độ C là tốt nhất. Kích thước chuồng ngang 5m, dài 7 đến 9m, dựng 4 cột xi măng có chiều cao 6m, nóc chuồng cao 1,5 m. Bà con cũng có thể dựng chuồng bằng cột cây tràm, nóc lợp bằng lá dừa hoặc cọ để dơi ở. Nền chuồng có thể tráng xi măng hoặc trải lưới cước. Phần dơi rớt xuống đó sẽ được quét thu gom. Định kỳ vệ sinh chuồng khoảng 3 đến 5 ngày một lần để đảm bảo môi trường sạch sẽ. Thức ăn. Thức ăn chính của loài dơi chủ yếu là sâu bọ, hoa quả và đặc biệt là quả bàng. Và video của Tài chính Kinh doanh đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh để đón nhận thêm những video khác của Tài chính Kinh doanh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!